đã 3 năm rồi em được đứng trên sân khấu của anh Hòa Sky. Và cũng đã 3 năm em gắn bó với nhóm Những Tình Khúc Vượt Thời Gian. Lời đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đã gắn bó và tham gia cùng với nhóm, đã đoàn kết và rất là quan tâm và gắn bó lẫn nhau. Và hôm nay lời đầu tiên là em có lời cảm ơn tất cả mọi người ạ. Trước thềm năm mới, em xin chúc anh chị một Giáng sinh an lành, ấm áp, một năm mới an khang thịnh vượng, và chúc tất cả mọi người là luôn sẽ luôn đoàn kết, gắn bó với nhau để xây dựng nhóm thêm vững mạnh và gắn bó hơn nữa. Em xin cảm ơn ạ. Sau đây em hát như Quỳnh anh ơi. Em xin trình bày bài hát Người Tình Mùa Đông.